À, xin chào mọi người. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng riêng năm Tân Sửu Ngày này là ngày Quý Sửu tháng Canh Dần, năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc kim quỷ giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày quý sửu tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất mùi tân mùi đinh hợi đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý và giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu mọi việc, sao địa tặc sáu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao họa tai, sáu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hội. Và đặc biệt là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 23 tháng riêng năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trải qua một ngày đang có được báo hiệu sẽ gặp nhiều may mắn tin vui về con đường tình duyên cả con đường tài lộc nữa bạn tuổi Tý dễ dàng có được những điều mình mong muốn khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ bạn trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân giúp cho bạn mệnh nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại bất ngờ khi mà bạn và người ấy mới gặp mà tự chừng như đã quên nhau từ lâu rồi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh dẫn đường mở lối cho bạn có được sự phát tài khi mà với bà tuổi Tý chỉ cần biết tận dụng nghề tay trái trong ngày hôm nay để có được dụng rịnh tiền tiêu xài, tiền bạc giúp cho bạn cảm thấy yên tâm hơn nhiều trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, sinh năm 1984, may mắn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, sinh năm 1996, có được quý nhân giúp đỡ, con đường tình được suôn sẻ, tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc Hỏa, sinh năm 2008, tiền bạc kiếm được một cách dễ dàng hơn bình thường, tử vi tuổi Canh Tý, thuộc Thổ, sinh năm 1960, tình đầy tim, tiền đầy tay, tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc Mộc, sinh năm 1972, có thể đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 vạn trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Sửu phải có chính kiến riêng của mình nếu bạn đưa ra những quyết định kịp thời thì có thể nắm được những cơ hội tài lộc trong tầm với bản mệnh tuổi sửu nên hiểu rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu để dễ dàng đưa ra lựa chọn khi cần thiết ngày này xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi sửu nên dựa vào chính bản thân mình chứ chớ có nên chờ đợi người khác Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở bạn mệnh cũng nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Có thể bạn sẽ thấy mệt mỏi và ăn uống kiếm ngon miệng, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ bữa, nếu không sẽ khiến cho cơ thể của bạn suy nhược nữa đó. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim sinh năm 1985 chủ động tìm kiếm cơ hội cho riêng mình tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy sinh năm 1997 sức khỏe kiếm dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa sinh năm 2009 cần phải biết mình có thế mạnh ở đâu để lựa chọn cho đúng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ sinh năm 1961 càng chủ động, quyết đoán thì càng dễ phát tài. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, sinh năm 1973, tiền bạc kiếm được do chính tay mình. Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần đang gặp ngày thổ mộc xung khắc, cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi dần đang có nhiều biến động. bản mệnh dễ nảy sinh nghi ngờ với chính người mà mình yêu thương, lòng tin giữa hai người đang thực sự gặp vấn đề. Với bạn tuổi dần, mong muốn có được tình yêu 100% của người ấy, không muốn chia sẻ tình cảm với bất cứ ai, dù đó là người thân hay là bạn bè của đối phương. Xong, rõ ràng đó là điều không thể, chẳng ai có thể sống cô lập trên đời này được cả. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì còn có nhiều nỗi lo về gia đình và điều đó có thể ngăn cản bạn đi đến hạnh phúc. Bạn mong muốn giải quyết hết tất cả mọi gánh nặng phía sau rồi mới đi tìm kiếm hạnh phúc tình yêu cho riêng mình vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 cần phải biết mình đang ở vị trí nào để không lầm lỡ tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sinh năm 1986 lòng tin thiếu hụt dẫn đến mâu thuẫn tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 1998 đường tình cảm ảm đạm khó được như ý, từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, sinh năm 1950, tranh cãi liên minh, tình cảm giả dạ nứt, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, sinh năm 1962, nhân duyên trắc trở, không lối thoát. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này đang có điểm báo dễ gặp phải tiểu nhân tiền bạc trong tay bị lừa gạt một cách nhanh chóng mà chính bạn cũng không thể nào tưởng tượng được bà tuổi mão cần phải cẩn trọng và sáng suốt hơn. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn có phần ngây thơ khi tin người Thái có rõ ràng đang có dấu hiệu không đáng tin nhưng bạn vẫn mù quáng bộ khoa cho rằng đối phương đang thực sự đối xử tốt với mình nên chẳng hề đề phòng chút nào cả. Và ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ bất dung cho nên cái chuyện tình cảm của bạn đang nảy sinh nhiều mâu thuẫn do đôi bên không hiểu được nhau bạn và người ấy cần phải dành thêm nhiều thời gian để tâm sự chia sẻ nhiều hơn trong ngày hôm nay để tránh những rạn nứt về sau Vài từ vi tuổi Ất Mão thuộc thủy sinh năm 1975, tình cảm không được thuận lợi như mong muốn, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa sinh năm 1987, cần phải bình tĩnh để tránh những mâu thuẫn về sau, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ sinh năm 1999, dễ bị tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mộc sinh năm 1951 nhanh chóng mất tiền, hao của vì thói quen cả tin người. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, sinh năm 1963, nên thông cảm và bao dung hơn với người mà mình yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với ba tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tới con đường tình cảm của bạn trong ngày này với bà tuổi thìn dễ dàng đánh mất đi lý trí mù quáng vì tình mà không hề biết đối phương chẳng hề thật lòng với mình và với bạn tuổi thìn, tổn thương là điều khó có thể tránh khỏi với bạn trong tình huống này. Bạn càng sai đắm thì càng mất đi nhiều thứ, chỉ có nhanh chóng rút chân thì mới có thể đảm bảo được sự tổn thương không quá sâu sắc về sau. Thêm vào đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh điềm báo bạn đang gặp họ ập xuống. Với bà tuổi thìn, tiền kiếm được chẳng có được là bao nhiêu mà đủ chuyện phải chi tiêu dẫn đến tình trạng cháy túi, vay mượn nợ nần khắp nơi. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa sinh năm 1964 thiếu kiểm soát bản thân mà mang họa Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 1976 dễ đánh mất đi mình vì mù quáng tin người. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 1988 cần có kế hoạch về tài chính rõ ràng hơn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim sinh năm 2000 và 1940 nên tiết kiệm về tiền, tránh chi tiêu quá phung phí, từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, sinh năm 2012 và 1952, dễ bị tổn thương về chuyện tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỷ dậu xỉu phù trợ, cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi tỷ bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Bạn tuổi tỷ, bạn biết cách để khiến cho mình trở nên nổi bật, cuốn hớt hơn trong mắt của người khác phái. Với bạn tuổi tỷ, sức quyến rũ tự thân kèm theo sự dẫn dắt của tam hợp cục làm cho bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được người xứng đôi vừa lứa với mình. Nhưng với bạn cũng đừng có để cho lý trí lấn át hết cảm xúc mà chọn nhầm người, người mà mình không yêu. Các cặp đôi trong ngày này có khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu bọn bè của công việc và cuộc sống thì tình yêu sẽ giúp cho bạn xoa dịu đi những sự tổn thương và giảm bớt những gánh nặng đang mang trên vai mình nữa. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ sinh năm 1965, tình yêu sẽ sôi sáng trái tim mọi người. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977, đường tình thắm sắc sớm có hạnh phúc, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, sinh năm 1989, hãy bình an bên nhau, thế là đủ rồi. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, sinh năm 2001 và 1941, cần phải biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, sinh năm 1953, đừng có để cho thứ đáng quý vụt qua khỏi tay mình và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi sửu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tử ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, cái điều này sẽ ngáng trở bước chân của bạn đi đến hạnh phúc. Bà tử ngọ có lòng tự tôn quá lớn, không chịu lùi dù chỉ một bước để có thể gạt bớt những mâu thuẫn giữa hai người. Dù có thể đối phương đã từng cố gắng để hàn gắn mối quan hệ, nhưng với những đòi hỏi mà bạn tuổi ngọ đưa ra khiến cho đối phương cảm thấy nạn lòng. Và bạn cũng đừng có nghĩ rằng mình ở thế cao hơn so với nửa kia mà đòi hỏi quá đáng như vậy. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì sự nhiệt tình của bạn có thể lại chính là rào cản đưa hai người tới với nhau trong câu chuyện chỉ có một người tín còn một người đứng in tại chỗ thì khó lòng có thể phát triển được tình yêu. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954, mâu thuận xuất hiện từ những vấn đề nhỏ nhạt. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966, đừng quá nóng vội mà đốt cháy giai đoạn. Tử vi tuổi mậu ngọ Thuộc hỏa sinh năm 1978 có thể bị từ chối vì nhiệt tình thái quá từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sinh năm 1990 hàn gắn không thành khi rạn nứt quá lớn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc sinh năm 2002 và 1942 tình duyên trở ngại dễ gặp phải bất trắc vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi. dù bạn tuổi mùi đã cố gắng để hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình, nhưng với những nỗ lực của bạn chẳng hề được đền đáp xứng đáng như mong đợi. không khí gia đình càng ngày càng thêm căng thẳng, ngột ngạt, khiến cho chẳng ai muốn trở về những nỗi ấm ức buồn tuổi, tích tụ theo năm tháng có thể khiến cho bà tuổi mùi và người ấy dần xa nhau, tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt đi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh cho thấy sự quyết đoán và chủ động của bạn tuổi mùi sẽ mang tới cho bạn có được niềm vui về tài lộc, thắp sáng vận trình ảm đạm của bạn trong ngày hôm nay. Bạn cần phải cố gắng hết sức mình để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có đến với mình trong ngày này. Về từ vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, sinh năm 1955, mau thuận bùng nổ, rua thiếu hiểu nhau. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, sinh năm 1967, cần phải chủ động, và quyết đoán hơn trong hành động. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc họ sinh năm 1979, tự mình kiếm được tiền, bao giờ cũng vững bền hơn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ sinh năm 1991, cần phải hiểu và thông cảm cho thiếu sót của đối phương. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc sinh năm 2003 và 1943, đòi hội quá nhiều chỉ khiến cho tình yêu tan vỡ và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 ngày thứ bảy này với ba tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi thân trong ngày này đang trải qua một ngày khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ngũ hành thổ dưỡng cho kim cho thấy với ba tuổi thân đang có được sự bình yên trong tâm hồn dẫn đến đời sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc ngập tràn bạn mạnh tuổi thân biết cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình có tấm lòng bao dung rộng mở nên bạn sẵn sàng tha thứ cho những thiếu suất của đối phương bạn hiểu trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả và ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, cũng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái. Bạn mạnh sẵn sàng để mở cửa trái tim mình, chỉ cần thấy có sự rung động, có vẻ tình yêu của bạn mệnh sẽ có dấu hiệu đáng mừng trong ngày hôm nay nữa. Vai tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944 cần phải tận dụng cơ hội để tình yêu được thăng hoa. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956 có nhiều nỗi lo toan khi không có tình yêu. Từ vi tuổi Mậu Thân, thuộc thổ, sinh năm 1968, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Từ vi tuổi Canh Thân, thuộc Mộc, sinh năm 1980, cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Từ vi tuổi Nhâm Thân, thuộc Kim, sinh năm 1992, hãy dành nhiều thời gian cho người mà mình yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi Dậu và người ấy sẽ có nhiều bước chuyển biến tích cực. Bạn và người ấy thấy không thể nào sống thiếu nhau và quyết định để có hạnh phúc về lâu dài nữa. Trong ngày này, với bạn tuổi Dậu cũng đang có được thực thần, chiếu mệnh, quả nâng đỡ cho quân đường tài lộc của bạn tuổi Dậu khi mà cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán càng ngày càng tín trị tốt hơn, bản mệnh nắm bắt được cơ hội để phát tài phát lộc, nhanh chóng cải thiện về thu nhập của mình. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu đang rất chi là may mắn, tích tụ hết cả về cho bạn. Bạn hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi mà tình yêu lấp đầy trong tim và tiền lấp đầy trong túi. Không phải ai cũng có được vận may đến với bạn như thế này đâu. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, sinh năm 1945 và 2005, kiếm tiền dễ dàng nhờ biết nắm bắt được cơ hội. Từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, sinh năm 1957, tình tiền đều được như ý, may mắn cát tường. Từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, sinh năm 1969, biết cách để hâm nóng mối quan hệ giữa hai người. Từ vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, sinh năm 1981, cần hiểu bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi quý dậu thuộc Kim, sinh năm 1993, thời cơ phát tài đã đến, đừng có bộ lỡ. Và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tốt đang có điểm báo có nhiều bất ổn, biến động nảy sinh khi mà bạn và người ấy không có nhiều điểm chung, cũng chẳng thể hề tìm được tiếng nói chung trong thời gian này. Ngày này, bà tuổi tuất cũng đang gặp ngày có kiếp tài, chiếu mệnh, cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ, mất tiền hao của khi mà với bà tuổi tuất đang quá tham lam, đặt lòng tin vào nơi không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào chỗ mà chưa chắc chắn, đã sinh lời, còn mất mát thêm nữa. Bạn mạnh tuổi tuất cần phải biết cách đầu tư kinh doanh hợp lý hơn, chớ nên bốc đồng, chỉ nghe theo lời người khác mà đã đưa ra quyết định một cách choáng váng, tới lúc hối hận muốn quay đầu lại thì đã muộn màng mất rồi. Vài từ vi tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa sinh năm 1994 và 1934 dễ mất tiền hao của vì tham lam quá mức. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946 cần phải bình tĩnh để tránh quyết định sai lầm. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958 có nhiều yếu tố dẫn đến thất bại trong ngày hôm nay. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim sinh năm 1970 đường tình kiếm sắc nhân duyên khó thành. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc Thủy, sinh năm 1982, có nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần tuổi ngọ ạ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày của tam hội quý nhân dẫn đường chỉ lối cho nên bà tuổi hợi có thể sẽ hạnh phúc hơn khi buông bỏ được những gánh nặng không cần thiết trên vai mình đảm bảo được những điều mình cần mình muốn đều có gia đình luôn có tiếng cười rộn rã, tình cảm chẳng hề ảnh hưởng quá nhiều từ các yếu tố về vật chất. Bản mệnh tuổi hợi biết cách để khiến cho không khí gia đình trở nên thoải mái và mọi người dễ chia sẻ với nhau hơn. Có thể thời gian tới với bà tuổi hợi sẽ có nhiều biến động đang chờ bạn nhưng chẳng hề khiến cho bản tuổi hợi cảm thấy sợ hãi. Bạn đủ tự tin về tình yêu giữa mình với người ấy để vượt qua sóng gió trong cuộc sống. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, sinh năm 1995, tình duyên vượng sắc, có nhiều dấu hiệu hạnh phúc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, sinh năm 2007, không khí gia đình đầm ấm, mọi người yêu thương nhau. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, sinh năm 1959. biết dừng chân, đúng lúc, cũng là may mắn. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, sinh năm 1971, cần phải mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, sinh năm 1983, trở nên khát khe quá mức với chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng thích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ่งเจ้าแคมไล